tại sao phim Người giữ thời gian của Mỹ Tâm rút khỏi rạp chỉ sau khi công chiếu hơn một tuần. Theo chia sẻ của nữ ca sĩ Mỹ Tâm, ngày hôm nay, tức ngày 16 tháng 4, phim Người giữ thời gian của cô sẽ chính thức ngừng chiếu. Tác phẩm chỉ chiếu đúng 9 ngày và mang về doanh thu khá ổn. Được biết, thời gian chiếu ngắn như vậy là đúng với dự kiến ban đầu của ekip nữ ca sĩ. Thông tin chính thức từ phía Mỹ Tâm, bộ phim tài liệu âm nhạc Người giữ thời gian sẽ chính thức ngừng công chiếu sau ngày 16 tháng 4. Phim bắt đầu khởi chiếu từ ngày 8 tháng 4. Như vậy, tác phẩm chỉ ra rạp đúng 9 ngày. Theo thống kê từ phía Box Office Việt Nam, phim đạt gần 12 tỷ đồng tính đến chiều ngày 16 tháng 4. Xét về mặt bằng chung của một dự án phim tài liệu, doanh thu phim Mỹ Tâm khá tốt do vốn đầu tư phim không cao. Trước Mỹ Tâm, Sơn Tùng MTP từng tung phim tài liệu Skytour Movie và đến khi rút khỏi rạp, doanh thu phim của anh đạt khoảng 10 tỷ đồng. Trên fanpage, Mỹ Tâm cũng đã ra thông báo sẽ dừng chiếu phim Người giữ thời gian sau ngày 16 tháng 4. Một số khán giả chưa kịp xem đã ồ ạt đặt vé, dẫn đến chuyện doanh số vé đặt trước trong các ngày 15 tháng 4 tức thứ Bảy và 16 tháng 4 tức Chủ nhật tăng lên nhanh chóng. Cụ thể, chỉ trong ngày 16 tháng 4, tính đến chiều nay, phim thu về thêm 2,5 tỷ đồng. Trước tình cảm của khán giả, Mỹ Tâm đã bày tỏ, thật vui vì khán giả đã quan tâm đến Người giữ thời gian. Có lẽ do thứ Hai đã ngừng chiếu nên tình cảm khán giả dành cho phim càng đông đầy. Hẹn gặp các bạn tại rạp cuối tuần này để cùng tưng bừng trước khi khép lại hành trình đáng nhớ này. Đồng thời, nữ ca sĩ cũng chia sẻ, các bạn đợi phim sắp ngừng chiếu mới thổ lộ tình cảm cho Người giữ thời gian nhiều đến vậy phải không? Các suất chiếu hầu như gần kín rạp cho hai ngày cuối tuần rồi. Cảm ơn khán giả khắp nơi vì sự yêu thương này. Nay ngồi nhìn ngắm những món quà của khán giả khắp nơi gửi cho mình mà cảm động quá. Tâm được các bạn yêu thương quá rồi. Khi phóng viên liên hệ phía Mỹ Tâm, ekip cũng cho biết, ngay từ đầu, Mỹ Tâm đã thông báo bộ phim của mình sẽ chiếu khoảng một tuần rồi rút khỏi rạp chiếu. Vậy nên, cô và ekip thực hiện đúng như kế hoạch ban đầu. Khi phóng viên đặt thêm câu hỏi về việc tại sao không gia hạn thêm ngày chiếu, khi doanh thu Người giữ thời gian đang tăng chóng mặt, phía nữ ca sĩ cho hay đây chỉ là một bộ phim để có kỷ niệm đẹp với fan hâm mộ. Vậy nên nữ ca sĩ cho rằng công chiếu khoảng một tuần là đủ. Được biết, đây là phim tài liệu ghi lại quá trình ca sĩ Mỹ Tâm cùng ekip chuẩn bị cho hai đêm diễn tri âm ở thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 4 năm 2021 và Hà Nội vào tháng 11 năm 2022. Phim cũng mang đến những trải lòng của Mỹ Tâm về hành trình sự nghiệp và sự trân trọng, biết ơn những tình cảm mà khán giả dành cho cô suốt 20 năm qua. Phim Người giữ thời gian gây chú ý từ những ngày đầu được công bố. Nội dung phim không đơn thuần là sự chấp ghép những video hậu trường, mà là một đường dây rõ ràng, đan xen giữa quá khứ và hiện tại, hình thành nên bức chân dung rõ nét về Mỹ Tâm trong âm nhạc và đời thường.